Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự của kênh Việt Nam TV. Kính thưa quý vị và các bạn, một lô tiêm kích MiG-35S đã được chấp thuận đưa vào biên chế lực lượng hàng không vũ trụ Nga. Thông tin nói trên được nêu trong báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga và đăng tải bởi tờ báo do họ sở hữu có tên gọi Krasnaya Zvezda. Lưu ý, các máy bay chiến đấu được chế tạo dành cho không quân vũ trụ của Nga như một phần của đơn đặt hàng quốc phòng cấp nhà nước trong khi đó tờ báo không nói rõ có bao nhiêu máy bay đã được bàn giao cho quân đội. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng các tiêm kích chiến đấu MiG-35S nói trên đã được bàn giao trước thời hạn. Bởi theo những gì công bố thì phải đến giữa năm nay mốc thời gian này mới diễn ra. Như đã từng đăng tải trước đó, buổi giới thiệu máy bay chiến đấu MiG-35S được tạo ra trên cơ sở người tiền nhiệm MiG-29K và MiG-29K UAB và MiG-29M đã diễn ra vào tháng 1 năm 2017. Sang tới năm 2018, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã ký hợp đồng với Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất UAC về việc cung cấp 6 chiếc MiG-35S và MiG-35UB sản xuất loạt đầu tiên. Chương trình vũ khí cấp nhà nước đã được Bộ Quốc phòng Nga phê duyệt sẽ mua tổng cộng 24 chiến đấu cơ MiG-35 với thời hạn giao hàng đầy đủ theo cam kết vào năm 2027. MiG-35 là tiêm kích đa năng thế hệ thứ tư hai cộng mới nhất, áp dụng nhiều công nghệ máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm. Nó được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên không cũng như trên mặt đất vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày và trong mọi điều kiện thời tiết. Tiêm kích MiG-35 được trang bị động cơ mới có khả năng kiểm soát luồng phụt 3 chiều với lực đẩy tăng lên, đi kèm hệ thống tiếp nhiên liệu trên không và có khả năng tự thực hiện vai trò của một máy bay tiếp dầu. Trọng lực cất cánh tối đa của tiêm kích là 24.500 kg, tải trọng lớn nhất 6,5 tấn, tốc độ 2.100 km trên một giờ. Lực đẩy tối đa là 18.000, trần bay thực tế được công bố là 16.000 m, tầm bay 3.000 km. bay 35 có 9 điểm treo bên ngoài và một khẩu pháo 30 ly tích hợp. Vũ khí trang bị bao gồm tên lửa không đối không ở nhiều tầm bắn khác nhau, tên lửa không đối đất, bom dẫn đường, tên lửa không điều khiển và bom hàng không trọng lượng lên đến 500 kg. Việc không quân Nga tiếp nhận các máy bay tiêm kích MiG-35S thuộc lô sản xuất hàng loạt còn là chất xúc tác để những khách hàng quốc tế tự tin hơn trong việc đặt hàng những chiến đấu cơ này, chấm dứt tình trạng ế ẩm của chúng. Như đã biết, Nga từng mang MiG-35 tham dự cuộc đấu thầu cung cấp 126 tiêm kích hàng trùng dành cho không quân Ấn Độ từ cách đây gần 10 năm. Không chỉ có vậy, MiG-35 còn được Moscow giới thiệu tới nhiều đối tác khác, trong đó tiêu biểu là Ai Cập hay Azerbaijan, nhưng nỗ lực của Nga chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối. Đây là điều không khó đoán, bởi chẳng có khách hàng nào mạo hiểm đặt mua một chiếc chiến đấu cơ bị chỉ ra còn tồn tại khá nhiều nhược điểm, cao không tới, thấp không xong so với dòng chiến đấu cơ Sukhoi và còn chưa được chính quốc gia sản xuất tiếp nhận. Trong tương lai, mà dù biên chế MiG-35 nhưng không quân Nga vẫn cần chứng minh tính năng và độ tin cậy trong hoạt động của chúng mới mong thu về được đơn hàng xuất khẩu đầu tiên. Trong một diễn biến khác, khu trục hạm Thai 055 của Trung Quốc vừa được nâng cấp. Hãy cùng Việt Nam TV tìm hiểu sức mạnh của nó thay đổi ra sao. Khu trục hạm Thai 055 đã nâng cấp sức mạnh của Hải quân Trung Quốc lên cao vài bậc. Truyền thông nước này thậm chí còn cho rằng các tàu chiến Alebuk không thể so sánh được với lớp tàu chiến do Bắc Kinh tự phát triển này và người Trung Quốc với tầm nhìn xa của mình đã bắt đầu tự đặt câu hỏi rằng phải nâng cấp như thế nào để tàu khu trục thai không năm giữ vững được vị thế độc cô cầu bại của mình trên mặt biển. Thờ QQ của Trung Quốc nhận định rằng hiện tại thai không đang sở hữu hệ thống radar rất hiện đại. Tuy nhiên về mặt hỏa lực, tàu thai không năm dường như lại đang thua kém người Nga. Cụ thể, dù được thiết kế với khung thân rất lớn, cho phép chứa được những loại tên lửa có kích thước khổng lồ trong giếng phóng. Tuy nhiên, Thai 055 lại chưa tương thích với những loại siêu tên lửa, siêu âm hiện đại mà Trung Quốc đang sở hữu. Truyền thống nước này cho rằng nâng cấp đáng kể nhất mà các khu trục hạm Thai 055 của Trung Quốc có thể nhận được trong tương lai sẽ là việc trang bị cho chúng khả năng tương thích với tên lửa Đông Phong 17. Dù kích thước của loại tên lửa siêu âm do Trung Quốc tự phát triển này là khá lớn, Tuy nhiên, việc nhét được tên lửa đé 17 hay một phiên bản hải quân có kích thước nhỏ hơn vào bên trong lòng tàu Thai 055 rõ ràng là nhiệm vụ rất khả thi. Việc đưa được tên lửa đé 17 lên trên tàu khu trục Thai 055 sẽ nâng cấp sức mạnh của khu trục hạm này lên một tầm cao mới, tương đương với các loại khu trục hạm hiện đại nhất của Nga ngày nay khi chúng đã có khả năng mang theo tên lửa Cyclone. Một điểm rất đáng chú ý của Thai 055 hiện nay đó là nó có hệ thống radar cực kỳ hiện đại và tiên tiến. Theo những thông tin đã được tiết lộ, Thai 055 hiện đang sử dụng radar phòng không băng tần S loại 346A. Ngoài ra, tàu này còn sở hữu một hệ thống radar tìm kiếm và chỉ thị mục tiêu theo băng tần X. Trong khi radar băng tần S có khả năng tìm kiếm mục tiêu trong khoảng cách 300 km, thông số về radar băng tần X vẫn chưa được hé lộ nhiều. Tuy nhiên, nhiều học giả Trung Quốc khẳng định Sada băng tần X được dùng để điều khiển hỏa lực trên Thai 055 có tầm hiệu quả lên tới 200 km, nghĩa là tàu Thai 055 sẽ phát hiện và bám bắt mục tiêu ở khoảng cách 300 km với Sada băng tần S và khai hỏa tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 200 km với Sada băng tần X. Ngoài ra, nhiều nguồn tạo tin cũng khẳng định rằng tàu khu trục Thai 055 của Trung Quốc có khả năng theo dõi cùng lúc ít nhất 50 mục tiêu tấn công tiếp cận cùng lúc 50 mục tiêu và đặc biệt có thể cùng lúc dùng nhiều loại vũ khí khác nhau cho cùng một mục tiêu. Để so sánh nhanh, với khu trục hạm Aleburg của Mỹ hiện tại, hệ thống radar trên lớp tàu khu trục Mỹ chỉ điều khiển được tối đa 24 tên lửa nhắm vào 12 mục tiêu bay, so với thai 055 của Trung Quốc thì chỉ bằng một nửa. Để có thể theo dõi được nhiều mục tiêu, tấn công được nhiều mục tiêu cùng lúc như tàu thai 055 việc nâng cấp radar không thôi là chưa đủ. Các tàu Alebus của Mỹ về cơ bản là không đủ năng lượng để nuôi hệ thống radar công suất quá lớn. Vậy nên, cần phải nâng cấp cả động cơ, hệ thống phát điện, hệ thống truyền tin và nhiều thứ khác nữa thì tàu Alebus mới có thể sánh ngang được với khu trục hạm của Trung Quốc này. Điều may mắn nhất dành cho Hải quân Mỹ hiện tại đó là Trung Quốc mới chỉ có hai khu trục hạm loại này. Bắc Kinh dự kiến sẽ đóng khoảng 16 khu trục hạm thay công 5 năm và với tốc độ đẻ tàu chiến hiện tại của Trung Quốc sẽ không quá tốn nhiều thời gian cho tới khi toàn bộ 16 tàu khu trục thai công 5 năm được ra lò. Khi đó, Hải quân Mỹ chắc chắn sẽ phải đau đầu hơn nữa để tìm cách đối phó. Bản tin quân sự của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin quân sự tiếp theo.